Công an thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị có liên quan cứu thành công một thanh niên sau hơn 7 giờ leo lên nóc nhà cao tầng có ý định tự tử. Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo của người dân về việc anh T, 25 tuổi, trú tại phường An Bình, leo lên nóc nhà 2 tầng cao từ 20 đến 25 mét có ý định tự tử. Những ngày qua, anh T có biểu hiện trầm cảm. Tại hiện trường, người thân và lực lượng chức năng liên tục vận động khuyên nhủ anh T xuống đất nhưng bất thành. Người này liên tục la hét đe dọa sẽ nhảy xuống đất. Sau nhiều giờ tìm phương án tiếp cận, lực lượng công an đã đưa được anh T xuống đất an toàn. Sau đó, anh T được gia đình đưa vào bệnh viện thăm khám để có điều trị phù hợp.